dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shores, hold me close, thrill me more. Like a flower bending in the breeze, dance with me, sway with me. And when we dance, you have fun with me. Stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, whoa, but my eye will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins, and make me through it, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Hey! Mọi người vỗ tay lên được không ạ? The dancers may be on the floor, whoa, but my eye will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violin long before it begins, and make me throw it, only you know how. Sway me smooth, sway. And make me thrill, so only you know how. Sway me smooth, sway me now. Xin cho vũ đoàn một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Thank you, dancer. Và xin cho ban nhạc quyền năng một tràng pháo tay. Quá tuyệt vời, trời ơi, Vũ ơi, Vũ tập bao lâu mà nó nhịp nhàng ăn khớp dữ vậy? Em tập bài này được có một ngày thôi, nhưng mà tại vì em hát bài này ở ngoài với ban nhạc cũng nhiều lần rồi, cho nên là ban nhạc bắt là đánh được ngay luôn. Wow. Thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục gặp gỡ với hai giám khảo, đó là Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Thưa quý vị, hôm nay là show thứ 3 của ban nhạc quyền năng. Phi Nhung cảm nhận gì sau hai show diễn của chúng ta khi có những thí sinh quá hay, quá xuất sắc và được ban nhạc không ai bấm hết đi thẳng vào như vậy ạ? Em không có ngờ là các thí sinh còn nhỏ tuổi nha, mà trời ơi sao mà ca giọng ca rất là hay. Mạnh Quỳnh cũng rất là vui, là rất là hạnh phúc. Mạnh Quỳnh ngồi dưới để chấm thi, có những thí sinh hát ngọt ngào lắm. Và mình mong rằng trong những vòng tới chúng ta sẽ có những thí sinh hát thật là xuất sắc, để chúng ta có thể tìm một người ca sĩ thật là hoàn hảo cho ban nhạc. Riêng riêng chị Vũ thì bạn cảm nhận như thế nào? Vũ cảm thấy rất may mắn khi đứng chung sân khấu với những người anh của mình như thế này. Và nhất là khi được mấy anh góp những cái ý kiến cũng như là nói những cái tính rất là xây dựng cho các thí sinh, mà Vũ cũng học được rất là nhiều. Phải nói là mấy thí sinh của cái show của mình rất may mắn. Một tràng pháo tay cho ban giám khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ với thí sinh đầu tiên, chúng tôi nghĩ rằng những tràng pháo tay của quý vị là điều cực kỳ quan trọng để giúp cho thí sinh tự tin bước vào vòng thi hôm nay. Xin chào mọi người, mình tên là Trà. Cái tính của mình thì hơi nhút nhát một chút xíu, cho nên mặc dù là rất là đam mê ca hát, nhưng mà ngày hôm nay mình đã quyết định tham gia cuộc thi ban nhạc quyền năng, với hy vọng rằng mình sẽ mang tiếng hát tới cho tất cả mọi người, và hy vọng mọi người sẽ nhớ tới mình cũng như là nhớ tới giọng hát của mình nha. Còn bây giờ thì không được nhút nhát nữa, mình phải tự tin lên. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was on it before? Oh, we don't talk anymore like we used to do. Let's go. I just thought you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that was me. Even now.
so easily. Don't wanna know, can I trust you well tonight? It's holding you to satisfy the way I did before. I overdosed, should I know your love's a game? Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't suck anymore. We don't suck anymore. We don't suck anymore like we used to do. We don't love anymore what was on it before. Oh, we don't suck anymore like we used to do. I just hope you found the one you've been looking. You know how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know, if you're looking into her eyes, she holding you to subside the way I did before. I overdosed, should I know your love is a game? Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't suck anymore. We don't suck anymore. We don't suck anymore like we used to do. We don't love anymore what was on it before. Oh, we don't suck anymore like we used to do. We don't suck anymore. We don't, 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 we don't suck anymore. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Em lại đi. Em biết không, điều quan trọng của bất kỳ ai, kịch sĩ hay là diễn viên hay là nghệ sĩ, là gì để hấp dẫn khán giả? Dạ gì ạ anh ạ? Thôi nói em luôn. Dạ. Sức khỏe. Anh không biết em tập bộ môn gì, nhưng mà em, cái dáng của em rất là thể thao, rất là khỏe. Điều đó em chưa hát em ra mọi người đã thấy. Cảm thấy rất là hưng phấn. Nếu như mà bạn nào muốn đi tập gym với mình, có thể alo cho mình nghe. Cái gì kia? Xem. Anh Đức Huy, anh có cảm nhận tại sao ban nhạc không bấm không? Tại vì chúng tôi không cần nói gì cả. Đó, anh thực hiện cái tựa đề bài hát của em á. Thưa quý vị, phần chia sẻ tiếp theo thuộc về thành phần ban giám khảo ạ. Phi Nhung. Phi Nhung rất là thích cái phong cách trình diễn của em. Quá đẹp, dễ thương. Chúc mừng em. Vâng, em cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều. Xin mời Mạnh Quỳnh ạ. Phần mở đầu của em rất là sống động, em đã trình bày rất là tốt. Em cẩn thận phát âm tí xíu là rõ, xin là chị thoát, anh nghe nó chưa có rõ lắm. Mình sẽ ghi nhận, và nếu như mà vòng sau có lựa chọn một ca khúc nhạc ngoại thì mình sẽ cố gắng hơn. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Hôm nay em hát rất tốt, dĩ nhiên là có những cái câu luyến lấy nó chưa có sát chuẩn lắm. Nhưng mà tại vì cái bài này là một bài rất là khó hát, hy vọng em sẽ tiến xa hơn nữa trong cuộc chơi này nha. Chúc mừng em. Em xin cảm ơn anh Vũ ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bây giờ sẽ là thí sinh thứ hai tiếp nối chương trình. Hi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thái Sơn và mình đến từ làng Bắc Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở thích của mình là ca hát và chạy bộ. Tất cả các bạn bè của mình thì đều khen mình là một người có giọng hát rất là ngọt ngào. Và bên cạnh đó thì mình rất là ghét cái sự giả dối, những cái lời mà không chân thật mà về lời khen cho mình. Để tham gia chương trình Ban Nhạc Quyền Năng lần này thì Sơn không mong muốn gì hơn nhiều, chỉ mong là tất cả mọi người được biết đến về mình. Để hiểu hơn về Sơn thì Sơn rất là mong quý vị chị các bạn cùng ủng hộ và cảm nhận qua ca khúc mà Sơn trình bày trong chương trình Ban Nhạc Quyền Năng lần này. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loa. Em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, trót gọi trong nỗi nhớ.
tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bùi mùi mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Chào em. Dạ em chào anh. Lúc em hát có cái phản phất của Quang Linh. Dạ anh là em biết là thứ người bao nhiêu nói em chúng anh. Linh. Người thứ bao nhiêu? Bây giờ em xem coi em có mấy giống à. Đàn, 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 đàn. Có. Mình thắng nè. Tại sao vậy thắng? Sao em là người bấm đầu tiên? Hình như em có hát sai cái melody một xíu đúng không? Em bị hai nốt ở đoạn A và đoạn B. Cái đó em cố tình làm chứ con. Dạ, cố đó, tình dạ, luôn dạ, hả? À cố tình hả? Dạ, ồ, cái đó nó khác. Như bác nghe thì thực ra cái nốt bạn hát những kỷ niệm cho nhau thì thực ra là hình như nó sai về hòa âm á. Cái thứ hai nữa là bạn luôn luôn khởi đầu tất cả các câu đều rất hay nhưng kết thúc thì lại hơi tệ. Bởi vì có thể là bạn phân phối hơi nó không kỹ, nên là bạn cần để ý cái đó nhiều hơn. Vâng, xin cảm ơn các nhạc sĩ đã góp ý rất là tận tình. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chia sẻ với ban giám khảo. Xin mời giám khảo Phi Nhung ạ. Đối với chị thì giọng của em còn rất là cứng. Những cái câu cuối em không có cái sự luyến lấy của em. Em cắt ngang nó bị đoạn. Xin cảm ơn. Giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Đối với Quỳnh thì em có một chiếc giọng rất là tốt và cái khuôn mặt cũng như cái cá tánh của em rất là vui vẻ và hòa nhã. Nhưng mà có điều về vấn đề chuyên môn, việc đừng có sửa cái melody, đừng có người nhạc sĩ từ cái bài Mưa Nửa Đêm là bài rất là nổi tiếng. Những lời nhận xét mà góp ý chân thành của anh chị thì Sơn phải là suy nghĩ lại về cái phần mà mình đã làm mới cái nốt nhạc của trong ca khúc. Ban tổ chức có món quà để tặng em. Hồ biến. Trời. Em ơi, nếu một hột dưa là một nốt thì mỗi lần ăn một cái đẹp một nốt em nha. Và Sơn chúc tất cả các bạn thi còn lại sẽ thành công tốt đẹp. Yeah. Nhắn giúp cho ta mây ơi, nhắn giúp cho ta chim mây, hào nguyên bạc ngọc đem giấu em ta nơi nào. Lay 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 la 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 la. Mời quý vị tiếp tục gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Tâm Minh, là một trai sinh. Tôi đến từ quê hương miền Tây sông nước. Tôi không đẹp trai, cao to, vạm vỡ và sáu múi, nhưng tôi chỉ có một múi thôi và là một số 10 tròn trĩnh và hoàn hảo. Đến với chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, tôi hy vọng tôi đem lời ca, tiếng hát và tấm lòng của mình gửi đến quý vị khán giả. Nhảy cùng các bạn ơi. Qua bao đèo núi cao, vượt đường xa, tìm lại dòng sông vắng. Anh tìm về chốn xưa, thời thơ ấu,
ngọt ngào hương cây trái. Nghe muôn ngàn lá hoa từ ngày xưa, những ước mơ ngày nào à ơi đi hát trên dành nhồng. Bâng khuâng nhìn cánh chim chào nắng ấm từ cành tre xanh thắm. Anh tìm về dấu xưa thời hoa gấm và kể chuyện đêm mưa. Nghe muôn ngàn lá hoa từ ngày xưa có phép tình nhiệm màu à ơi như ước mơ thân thiện. Anh nghe như thời gian dường như đứng yên gọi về giấc hồn nhiên. Anh nghe như dòng sông hiền hòa hát ca ngọt ngào giữa trời mây. Trong đêm sáng trăng anh nghe mơ ước bay về cùng gió. Qua bao đèo núi cao vượt đường xa tìm lại dòng sông vắng. Anh tìm về chốn xưa thời thơ ấu ngọt ngào hương cây trái. Nghe muôn ngàn lá hoa đời mẹ ru có tiếng ru ngày nào à ơi tiếng hát trên dòng sông à ơi những ước mơ thân thiện à ơi những ước mơ. Hôn giám khảo luôn, ôm giám khảo luôn. Em rất hâm mộ anh Mạnh Quỳnh và chị Phi Nhung cũng như là anh Dương Triệu Vũ. Trời ơi. Mình cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc vì không ngờ mình có thể là truyền cảm hứng để cho giám khảo và khán giả hòa vào điệu nhạc của mình. 2, 3, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5. Hải Phượng, ý kiến của bạn như thế nào? Sự tự tin của bạn thì vô hạn, nhưng mà rất tiếc là tài năng thì có giới hạn, thành ra chúng tôi không thể chọn được. Vì cuộc chơi phải tuân thủ nên anh phải làm điều đó, nhưng anh phải ước gì anh đứng ở dưới đó anh nhảy với em cơ. Chúng ta cùng nghe chia sẻ tiếp theo, xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ ạ. Cho dù bạn hát trên nốt nè, trật nhịp nè, nhưng mà bạn phải công nhận một điều là anh Hoàng Bách vẫn chọn bạn mà. Cái này người ta gọi là vui duyên mới nên quên nhiệm vụ. Em cũng có điều nói là cách đây 3 tháng em đi khám sức khỏe thì bác sĩ báo em là bệnh hiểm nghèo. Em cũng chia sẻ với mẹ là dù em có bị bệnh hiểm nghèo nhưng mà em vẫn vui vẻ lạc quan. Mong mẹ đừng có nghĩ gì hết, mẹ hãy cứ vui. Căn bệnh hiểm nghèo không có phải là tất cả nha, vẫn có những cái phương cách để chúng ta có thể chữa trị được. Cho nên em hãy lạc quan lên với sự phát triển của khoa học. Yeah. Với Minh, nếu còn một ngày để sống thì vẫn còn một ngày hy vọng, lạc quan và phấn đấu. Đây là món quà dành cho em. Yeah. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Minh được trái hết mình và cống hiến hết mình trên sân khấu. Và có mẹ cổ vũ là sự động viên tinh thần lớn nhất cho Minh. Tiếng ca bên thềm chẳng tỏ soi bóng mẹ yêu. Có lên, có lên. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho thí sinh tiếp theo với chương trình hôm nay. Dương vương chiều nay dương trong lòng em, tình em còn đây còn trong nông rơi. Xin kính chào tất cả quý vị và Hà Thanh lại được gặp lại quý vị trong chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Nghe cái tên đã cảm thấy rất là hấp dẫn và sự là rất là tò mò về chương trình. Bởi vì trong nội dung của chương trình thì Thế Anh đã thấy rằng là có rất là nhiều những gương mặt tiền bối mà Thế Anh rất là yêu mến. Thế Anh cảm thấy đang vô cùng nôn nóng để đến ngay với chương trình và hy vọng rằng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ Thế Anh trong chương trình này nhé.
đã sống những đêm trời có ánh trăng chiều vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển sâu mơ cả. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em cùng anh chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa em. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng anh. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận rồi, để giờ đây cô đơn vắng anh. Đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có làm sao mà bán giảm khảo đừng dày nhảy như thế kia. Ông bây giờ là khỏi chấm luôn. Em thấy anh ôm Phi Nhung ra nhảy là biết khỏi chấm rồi. Ok. Em thấy rất là vui. Wow, đi hát mấy chục năm đó em, lần đầu tiên chị anh Quỳnh mới đi ôm nhảy như vậy đó cưng. Khi mà em hát giám khảo Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đang khiêu vũ với nhau thì em cảm thấy rằng là có lẽ là mình đang làm rất là tốt bài hát của mình. Em có biết là ngày xưa hai người này yêu nhau không? Ai nói? Anh Quỳnh có thể có yêu thầm chị chứ chị không có nha. Con gái nói có là không. No. Con gái nói không là có đâu. Không có. Chúc mừng em, không ai bấm hết trơn á, cho nên ban nhạc giám khảo sướng. Anh Đức Huy, anh có cảm nhận tại sao ban nhạc không bấm không? À, ngoại hình đẹp, giọng hát đẹp, và cái hay nhất của bạn tôi thích đó là cái nhấn nhá, có chỗ mạnh, chỗ nhẹ. Chúc mừng em ơi em đi thẳng vô trong rồi. 1, 2, 3, theo quý vị ạ. Tràng pháo tay này tặng ban nhạc quyền năng và thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đỗ Quyên. Tính cách của Quyên rất là mạnh mẽ và năng động. Song song đó, cá tính âm nhạc của Quyên cũng là những thể loại rất là mạnh mẽ như dance và rock. Thần tượng mà Quyên yêu thích không ai khác đó là cố nhạc sĩ Trần Lập, và đó cũng là một người sư phụ của Đỗ Quyên ở cuộc thi The Voice năm 2012. Quay trở lại với cuộc thi ban nhạc quyền năng, Đỗ Quyên hy vọng rằng mình sẽ có thể thể hiện hết tất cả cá tính âm nhạc cùng với một ban nhạc thật là chuyên nghiệp và hoành tráng. Tôi
mà sao anh không biết những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết. Cho nên thề thốt chi đùa vui thôi đây nhé, say đắm và si mê sáng sáng đang nhạt nhòa. Đến một lúc rồi thôi, nhớ nhung không cần thiết. Nếu anh hiểu rõ tôi thì không nên bối rối. Yêu nghĩa là phải phôi, nghĩa là mang hận thôi. Khi anh hiểu rõ tôi thì không nên. Ban nhạc đã làm một bài phối rất là tuyệt vời để một ca khúc đã lâu nổi tiếng trở nên rất là sống động. Em nghĩ là em có cái dấu chéo nào không đồng ý không? Trong đầu mình nghĩ là sẽ có 9 thành viên trong ban nhạc không chọn mình. Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Tèn 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 tèn. May ghê em quá. Em biết tại sao may không? Dạ, tại vì vẫn còn được một cơ hội nữa ạ. Chính xác. Thực sự là hôm nay phần thi của Quyên không được tốt lắm. Tôi có cảm tưởng như là tôi đang ngồi trên một chiếc xe mà em lái cái đó, mà em lại hơi say thì phải em lái đó, mà em lạng qua đi, lạng qua kia. Mà có cả cảnh sát giao thông nói nhưng mà em leo lề luôn. Phút cuối đó. Anh ơi, tại chắc do em lạng lách chút xíu. Nhưng mà sau cuộc thi này chắc em sẽ đi bộ nhiều hơn để cho giọng hát của em nó sẽ chắc chắn hơn. Đoạn đầu em ra thì em hát ok, chuẩn. Nhưng mà phía sau là em hát nốt trên rất là nhiều. Để hát nhạc blues không nhất thiết cái câu nào mình cũng phải lạng lách nhiều quá. Nhiều lúc nó chắc nhịp, nó chắc câu, đúng nốt thì nó lại hiệu quả hơn. Tí xíu nữa đây, một trong ba người sẽ chọn một cái bài cho em, cho em một cơ hội nữa. Vũ, em nghĩ chọn cho em một bài, bài gì phù hợp với lại cái loại này nè. Vũ sẽ chọn một bài này để mà đúng chất giọng của em. Em hát bài Không của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính nhé. Wow, bài đó thực sự là một bài rất là thích của em. Ok. Yeah. Ráng nha, ok, đừng để thất vọng nha. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục gặp gỡ với một thành viên tiếp theo để thử sức cùng với ban nhạc Quyền Năng. Xin mời. Xin chào mọi người, mình tên là Hồng Gấm. Ngoài ca hát ra thì mình không biết gì hết trơn á. Không biết chơi thể thao nè, không biết may vá, không biết nấu ăn. Chuyện con gái là không biết gì hết á. Nên là chắc vậy nên là ế tới giờ, rồi bị ba mẹ la miết à. Từ khi mà biết cuộc thi này thì mình đăng ký tham gia ngay, bởi vì ca hát là sở trường của mình. Và mình cũng hy vọng là sẽ không bị ban nhạc loại sớm để ba mẹ không la nữa. Xin cảm ơn. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá.
đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến qua hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã sân qua chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đêm khuya thức trắng chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời thề ước xưa anh chẳng tình là tình cô đơn tay tê sau lại mùa đông ngọn đèn sâu chiếc bóng nơi cô phòng và mỗi lần chim én đưa tin con đò sáng son môi mắt em chờ mong sâu thương đã lỡ trách chi xuyên tình giang sơ đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình duyên trắng trở tình đẹp là tình bơ vơ chờ người đến bao giờ, nào ngờ tình duyên trắng trở tình đẹp là tình bơ vơ chờ người nhiều ạ. Cảm ơn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ cho thí sinh chúng tôi. Tại sao em biết ban nhạc thích màu tím? Bài em hát nó rất là buồn mà chỉ có màu tím mới gợi lên cái nỗi buồn như vậy. Cái điều này em được cộng thêm điểm đó. Rất là vui luôn. Mặc dù nhìn hơi giống đi lấy chồng. Hãy xem họ đây nè, em ngắm những chàng trai yêu nhạc, đam mê. Em la cái gì? Rồi nhảy cà tưng là sao? Trời ơi! Thôi nói thiệt là đó giờ không có làm con gái mà kiểu thước tha vậy vậy. Cho em lộ đi. Yeah. Vâng, em xin cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Không thể không cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Nghe chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Với chị thì cái bài hát này thì nó nhẹ nhàng, nó yếu điệu. Còn em thì em lại đổi qua cái khía cạnh khác. Nhưng mà chị rất là thích cái style này của em. Có lẽ là hơi mạo hiểm. Nhưng mà Hồng Gấm thì lỡ có máu liều rồi. Ví dụ mà thành công thì mình thổi một làn gió mới cho dòng nhạc này. Còn không thành công thì mình cũng là thử rồi. Giám khảo Dương Triều Vũ. Khi mà nghe em hát á, là anh có thể cảm nhận được là em có một giọng rất là tuyệt vời. Em hát lên rất cao, rất sáng, đúng nhịp, đúng nốt, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết. Anh Đức Huy, đây, anh Đức Huy ý kiến kìa. Tôi nghĩ là bạn có một cái dáng dấp của một điệp viên. Tại vì đó, từng cử chỉ, từng câu nói đó, nó cho tôi cái cảm tưởng như là kiểu nữ James Bond đó, mà trong tay áo còn giấu nhiều cái đòn cao lắm. Nếu các bạn cũng tò mò về Hồng Gấm thì hãy theo dõi chương trình và ủng hộ cho Hồng Gấm nhiều nha. Nhạc trỗi lên rộn ràng, chúc mừng Hồng Gấm. Yeah. Nhạc mà rộn ràng là cổ quên luôn mình đang mặc cái áo gì. Còn bây giờ cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần thí sinh tiếp theo. Xin chào cả nhà, mình tên là Hà. Nhìn thì có vẻ hơi bờm trợn phải không cả nhà? Nhưng mà thật sự Hà rất là lành tính. Sau nhiều năm ca hát, chị Quang Hà chưa định hướng được con đường ca hát của mình theo thể loại và cái dòng nhạc nào. Thông qua chương trình Ban Nhạc Quyền Năng này, Hà sẽ thể hiện tốt những các dòng nhạc mà Hà đã từng thể hiện.
Hy vọng ban nhạc cũng như các vị khán giả sẽ định hướng cho Hà con đường âm nhạc sắp tới. Một lần nữa cho Hà xin cảm ơn ban nhạc Quyền Năng. Này người tình nhỏ, nếu em là chim thì tôi xin bỏ chim nuôi vào lòng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đưa về trồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình nhỏ, nếu em là hoa thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng. Còn người tình nhỏ, ước mơ gì không, ước mơ gì không. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời. Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi, chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai. Và này người tình ơi, ta gọi người tình ơi, trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời. Sao em thở ra cái khì khỏe vậy hả? Em dạ, sao? Em vẫn còn hồi hộp anh. Hồi hộp? Dạ. Ừ. Nhưng mà em gây ấn tượng trong lòng ban nhạc lắm đó. Em quay lại em kìm thẳng vào thực tế đi. Dạ. Đó. Cái người mà cạnh tranh khốc liệt với em đó là anh Phong đó. Em xin chào anh Phong. Anh mơ được 1/2 của em cũng được rồi. Anh Phong, có nhận xét gì về Triệu Quang Hào anh Phong? Anh không thích tóc dài. Chưa. Lần sau cột lên nghe không? Dạ. Giọng hát thì đẹp nhưng mà hát hơi thiếu cái liên lấy chút xíu. Dạ. Xin chào bạn. Phương thấy là bạn có một cái phong thái rất là tự tin, nhẹ nhàng, nói chuyện rất là lưu loát, có một cái giọng rất là trầm ấm. Phương nghĩ rằng là nếu mà bạn có thể thay thế chỗ MC Thanh Bạch có vẻ là tốt hơn á. Ồ, chết rồi. Trời ơi, một lời khen mà nghe đau điếc em thấy không? Dạ thêm em chia sẻ thêm một chút xíu. Mỗi lần mà em gặp anh Bạch là em bị loại. Anh em kỹ dạ, nhau lắm hả? Anh hình như có chữ khắc trên người em. Tí xíu nữa mà anh ra anh giới thiệu em thêm một lần nữa thì anh bỏ cái chữ khắc đi thì em sẽ chắc sẽ được ban nhạc chọn. Em đừng có làm anh gánh nghiệp nha em. Anh chỉ yêu mến các thí sinh và ủng hộ các thí sinh hết mình trong khả năng tốt nhất có thể mà thôi. Nhưng không sao, bên cạnh anh Bạch còn có những người ủng hộ em kia kìa. Nhất là giám khảo lấp la lấp lánh giống anh là giám khảo Dương Triệu Vũ đó. Cho một tràng pháo tay đi quý vị. Xin chào khán giám khảo Dương Triệu Vũ. Tôi nghĩ là lần sau khi bạn hát, bạn nên tiết chế lại chút xíu về những cái hành động hình thể rồi, mà tập trung vào cái giọng hát để mà cho mọi người biết là cái giọng hát mà nó tuyệt vời như thế nào nha. Tuy rằng nó hơi xưa một chút nhưng mà Hà muốn giữ cái phong cách này để cho có cái sự riêng biệt của Hà. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Giọng của bạn rất là đẹp. Giờ Nhung lựa cho bạn ấy là bài Sương Lạnh Chiều Đông được không? Dạ được chị. Cảm ơn chị Nhung. Cho một tràng vào đây. Chúc mừng em, chuẩn bị nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào. Và bây giờ thí sinh tiếp theo. Chào mọi người, tôi tên là Nhất Thương. Tôi là một thợ cắt tóc được nhiều người biết đến ở Cà Mau. Tôi hy vọng một ngày nào đó được cắt tóc cho anh Mạnh Quỳnh và chị Phi Nhung. Và đặc biệt là cắt miễn phí luôn đó nha. Và sở thích của tôi là rất thích bơi lội, yêu thể thao. Nhưng mà tôi đặc biệt, tôi ghét nhất là đá banh. Bởi vì tôi không bao giờ chạm được trái banh. Đến với cuộc thi này, tôi tự tin là tôi sẽ chiến thắng được giải thưởng 200 triệu để tôi bứng cái tiệm Cà Mau lên Sài Gòn lập nghiệp luôn. Yeah.
ngày ngùng gì không dám yêu anh em ơi, dấu đam mê đã vun đôi môi rồi. Người còn ngày ngùng anh sẽ đắm bao đó hoa để trái tim ai lần ra. Khi trao con tim đến cho anh rất mong được tình anh để đời thôi xót xa. Em không như hoa sẽ tàn úa theo tháng ngày, cơn yêu đương này vĩnh viễn. Vì thế anh mong ta xa nhau để lòng anh yêu thương em một mai. Trên đường đời hai lối, nếu sống bên anh nhưng lòng anh cứ mơ hoài bóng dáng khác, tim em sẽ đau. Dù nói với nhau câu chia tay mà trong tâm tư nhau còn yêu đương khi không còn gặp gỡ, hơn sống bên nhau khi tình yêu cứ tan vì bóng dáng khác. Người ơi anh đã hiểu tình em, người ơi anh đã hiểu tình em, người ơi xin một lần vì nhau. Em ơi sao 20 giây không ai bấm, từ từ bấm, bấm dần nhạc tan loãng dần ra đến cùng có ông Thanh gõ trống liên hồi. Thanh, sao em không bấm gì Thanh? Ủa bấm luôn rồi. Trời, vậy là... Hả? Anh Đức Huy, anh có thể đại diện anh nói cái điều gì không? Bạn này đẹp trai mà, coi cũng sáng sân khấu mà. Cái này thì lúc nãy là mình đã ví một người là kiểu lái xe lạng qua lạng lại, leo lề. Ông này, ông leo giải phân cách luôn. Anh ví von hình tượng cũng vui ha. Anh Đức Huy đàn cho mình hát. Mình rất là cảm xúc. Và đến với cuộc chơi này, em cảm thấy em không hối tiếc chút nào hết á. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Chắc là em rung, mấy ông giọng em bị lạng hết trơn rồi. Cái tiệm em làm tóc ở đâu? Dạ, ở dưới Cà Mau á chị. Cho chị địa chỉ đi. Chị anh Quỳnh xuống làm tóc thì nó đẹp hơn nha. Trời ơi, tiếc mình tiền mà. Mình tập trung làm tóc đi em. Nếu mà chị Phi Nhung vô tiệm em cắt tóc á, em sẽ hát cho chị vừa cắt tóc vừa hát. Rất là vui. Bây giờ anh xin mời ban tổ chức sẽ đem một món quà bất ngờ tặng em. Hãy xem đây. Tức là một con gà và một trái sao cô chê. Chọn sao cô chê em đang đói bụng quá. Rồi nè, anh hát câu này của nhạc sĩ Minh Khang. Ta là bò đi hết, ta làm lại từ đầu. Ta là bò đi hết, ta chẳng ngờ gì nhau. Cho quên đi đến đâu, tôi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế, có đang hay không? Thí sinh tiếp theo sẽ là ai? Hãy cùng chờ đợi. Mình tên là Diễu Di Trường. Như quý vị cũng đã biết rằng, cá không có nước thì cá sẽ chết, còn nước không có cá thì nước buồn. Giọng hát hay đi thi mà không có giải thì càng buồn hơn. Nhưng đến với cuộc thi lần này, Trường mong muốn rằng sẽ được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả dành cho Trường cũng như là tất cả các thí sinh khác, cùng nhau thuyết phục ban nhạc Quyền Năng. Yeah! Vỡ cây đàn dần đời đập vỡ cây đàn. Người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đập vỡ cây đàn dần người đòi chẳng thấy đêm, dần người điên đảo bên lời. Đập vỡ cây đàn dần người con gái yêu đàn. Buồn ơi làm sao để ngồi, đập vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vôi, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tình.
một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu. Người báo tin buồn là gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đắp vỡ cây đàn dần đời bạc trắng như vui, dần đời nhớ như bàn tay. Em ơi, em giết bằng giám khảo rồi. Mạnh Quỳnh ơi, Nhung xin lỗi Quỳnh nha. Hồi xưa tới giờ với Nhung với Mạnh Quỳnh hát chung với nhau. Thôi bây giờ mình chia tay đi, để mình hát chung song ca với bạn này. Chị Nhung đừng làm vậy, em ngại lắm đó. Xin mời nhạc sĩ Minh Khang. Có thể là ban nhạc cho vào hết, nhưng ở đây là ban nhạc không muốn một người ca sĩ mà ban nhạc chọn lựa sẽ đi theo một chất giọng nào đó, sẽ muốn thấy em thay đổi từng ngày để em hoàn thiện thành một danh ca, một riêng biệt của em, không lẫn vào đâu được. Xin mời anh Đức Huy ạ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn đó là các bạn phải nhớ có sự khác biệt giữa hát giống một người nổi tiếng hoặc là hát có một chút âm hưởng của người nổi tiếng. Thì tôi nghĩ là bạn sẽ không dễ dàng từ bỏ cái đó, nó đã ngấm vào cái máu bạn rồi. Thì đó là cái vấn đề chỉ có một mình bạn suy tư rồi cho mình một câu trả lời. Xin được cảm ơn lời nhận xét của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Minh Khang. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Nhung thấy là cái ngân của bạn nó tự nhiên lắm. Thì bây giờ Nhung muốn là sẵn đây thì bạn ca một cái bài hát nào của người khác đi, để thử coi thử nó có giống hay không. Nếu nó giống là bạn sẽ không thay đổi được nữa. Ngày xưa em như chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làng tóc mây bay mà ưng hồng. Rồi vậy là Nhung xin đính chính là Minh Khang sẽ không thay đổi được cái giọng của em. Rồi chúc em may mắn nhiều sau. Em xin cảm ơn. Xin quý vị khán giả hãy đón xem mình là Duy Trường. Anh xin chào em đi xin cảm ơn về quý vị đây, nhiều đây. Xin cảm ơn. Yeah, em quay mà trở lại. Thưa quý vị, và chúng ta bao giờ cũng chờ đợi sự tươi mới từ những khuôn mặt ít xuất hiện, và họ sẽ có cơ hội thử sức với ban nhạc Quyền Năng ngay sau đây. Xin mời. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hồ Khánh Long. Bên chương trình quy định mỗi thí sinh sẽ có 30 giây để giới thiệu về bản thân, nhưng đối với em 30 giây làm sao có thể lột tả hết được tất cả. Nên em xin kể một câu chuyện. Ngày xưa, có một cặp vợ chồng sống ở một làng quê nọ. Họ sinh được 4 người con, nhưng đặc biệt là người con út. Anh ta rất là dễ thương, rất là tốt bụng, hiền hậu, lại cực kỳ đáng yêu. Anh ta chính là Long đây ạ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho cậu bé đáng yêu cho câu chuyện đó nhé. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền sáng.
khải lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đem nụ cười quân vương vừa ý, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Chỉ còn gần em một giây phút. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại kỷ nhớ cho kiếp đêm côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ, biển xanh vỡ xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn anh thấn thờ. Em ơi bao giờ mới được gần nhau, để trong giấc mơ hồn anh thấn thờ. Em ơi bao giờ, em ơi bao giờ nhớ thương nơi. Em ơi, vừa rồi em có hài lòng với cái phần trình diễn dự thi của mình không? Dạ là lúc đầu em cũng hơi run, nhưng mà thấy có sự cổ vũ của tất cả mọi người thì em nhất cũng tự tin hơn. Khảo dạ. Em hãy nhìn sự thật, có ai bấm hay không? Đen đen. Anh Phong, Hải Phượng, Hoàng Bách. Quay lại thấy những thành viên ban nhạc không chọn mình thì mình cũng chấp nhận. Bây giờ xin mời Hải Phượng. Chị rất là thích mái tóc của em với lại cái áo. Nhưng mà rất là tiếc là những cái nốt cao của bạn lên ngay cái bài Lâu Đài Tình Ái á, tinh tú lên đó, nó bị với quá và nó mất đi cái sự lãng mạn. Thật sự thì hôm nay phần trình diễn của em nó lại không tốt. Lúc nào bạn hát mấy cái câu cuối nó cũng hơi bị với chút xíu, và nó thiếu cái độ ngọt ngào. Cho nên lần sau cẩn thận về cái tông. Hoàn toàn đồng ý với Dương Triệu Vũ. Bây giờ không phải chỉ riêng mình bạn, nhưng mà nhiều người nghĩ rằng mình hát càng cao thì mình càng oai. Nhưng mà mình hát cho người ta cảm nhận, người ta yêu bài hát chứ. Đâu có phải mình đi mình dọa người ta, đâu phải Halloween đâu mà mình làm ta sợ mình. Hay quá. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn ban nhạc quyền năng. Chúng ta sẽ đến với phần ban giám khảo sẽ đưa ra đề nghị bạn hát bài thứ hai như thế nào. Vũ có một cái gợi ý, đó là bài Em Sẽ Là Giấc Mơ. Dạ, bài này của Lưu Thiên Hương đúng không? Dạ. Học bài cho kỹ, hát cho tốt ha. Okay. Em hơi tiếc nuối vì em chưa thể hiện được hết mình. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi, và hãy tiếp tục năng lượng cho thí sinh tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Thúy. Tính tình của mình thì mưa nắng thất thường, cho nên là thường làm những người bạn của mình giận. Nhưng mà thì có một cách. Chứ anh ơi khoan vội mà bức mình, em xin kể lại mà phân minh cho anh tỏ tương. Vậy là mọi người không có giận Ngọc Thúy nữa.
dâm đường, đừng làng quê ta băng qua bờ suối đeo đội lương và xe ta băng qua chiến trường. Chào em cô gái lăn hồng tìm bóng gao đang rơi, vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe to băng băng qua. Dàn những chuyến xe qua tình nghĩa quê em sáng tỏ, những ánh trăng đêm sâu tiễn phương tay lái mang tình em đàm đang xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mơ hồi để quê em cho ta dệt bao tâm tình. Lờ đèn dạng dõi đưa soi để em đi thông đường, kia gà rừng vòng gáy quê nương vượt đèo ngang nào bạn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca hỏi cô gái chân ta vẫn làm hồng bởi rằng sẽ em lòng em càng thâu tỏ, dù xem chơi đêm chơi ngày cùng trắng băng mà tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu thương. Đi thông đường để những chuyến xe ta bao mong qua, xin chúc mừng Ngọc Thúy. Chắc em phải học trường nhạc đúng không? Dạ vâng ạ, em đang học năm thứ tư của trường nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ồ, khoa thanh nhạc. Dạ vâng ạ. Bây giờ tới năm nay thì nếu thi học kỳ em hát tác phẩm gì? Opera Levoto. Wow, đây có một người rất là mê opera đó là anh Hoàng Bách á. Nhưng mà không biết tại sao mà cùng hệ như thế mà anh lại bấm cho em, anh cũng thắc mắc vô cùng á. Xin mời phần phát biểu ý kiến của Minh Kha. Không hề liên quan. Có duyên quá ha. Bạn rất khó hát, có những cái đoạn nốt lên cao em chưa có tới. Phần đó cho anh Bách nói thì nó sẽ hay hơn. Tại vì chúng ta học ở trường, học ở nhạc viện thì chúng ta học không có micro, nên cái việc xử lý âm thanh với micro nó cũng là một vấn đề nữa. Khi được thử sức ở trên sân khấu thì mình mới biết được là điểm yếu của mình là như thế nào. Tại vì giọng nữ hey la, thì mình cần đẩy hơi ra ngoài nhiều hơn một tí nữa là mình ém bên trong. Cái đấy là cái cách xử lý micro mình rất là cần. Cái thứ hai nữa là mình cần nghe nhiều hơn, bởi vì cái âm thanh mình nghe ở trường á là âm thanh trực tiếp mình nghe, còn cái này qua monitor rồi thì mình rất dễ bị chênh phô. Thì như anh thời gian đầu đi hát, cái việc mình bị chênh phô nó cũng khá là nhiều, bởi vì mình nghe âm thanh tổng thể nó khác hơn. Em nghĩ là mình còn rất là nhiều thiếu sót, và đây là một cái nhận xét rất là tốt đối với em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là ban giám khảo với cái phong cách với giọng hát như thế này thì nên hát bài nào sẽ tốt hơn cho thí sinh. Với cái thể loại như vậy em có thể em hát tương tự đi, em lựa một cái bài nó cũng giống như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn. Có cái bài Tàu anh qua núi, em biết bài đó không? Anh thích bài đó lắm. Dạ vâng ạ, bài Tàu anh qua núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Đúng rồi, đúng rồi. Chị cũng thích bài đó lắm luôn á. Tự tin nha, xin chúc mừng em. Thưa quý vị, và bây giờ lượt hát trở lại bài thứ hai của bốn thí sinh. Và chúng ta chỉ có một tấm vé duy nhất. Trong vòng thi này, các thí sinh sẽ thể hiện ca khúc do giám khảo đề nghị. Và thưa quý vị, sau khi hát xong, ba thành viên giám khảo sẽ quyết định gác cân về phía trước, ủng hộ màu xanh. Và nhiều màu xanh, thí sinh sẽ được chọn. Trong trường hợp hai thí sinh có hai màu xanh mà một màu đỏ chẳng hạn, và cùng giống nhau như vậy, thì nhạc trưởng Đức Huy sẽ là người quyết định thí sinh nào đi tiếp. Còn bây giờ, một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón các thí sinh của vòng thi bài thứ hai.
Thưa quý vị, đó là bốn thí sinh Đỗ Quyên, Triệu Quang Hà, Khánh Long và Lê Ngọc Thúy. Với sự đề nghị của ban giám khảo, bài Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính sẽ trở lại với tiếng hát của Đỗ Quyên và một tràng pháo tay nồng nhiệt. Là ca khúc này Đỗ Quyên thể hiện chưa tốt bằng ca khúc đầu tiên nữa, tại vì là ca khúc này mình chưa có được tập luyện nhiều lắm. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình cũng đã cháy hết mình với bài hát trên sân khấu rồi. Phai nắng dấu mòn đưa lối, soi bóng chung đôi mà hoa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở của người quên đời chờ, nghẹn ngào giờ tiếng chợt thay lòng như rớt dư vô, đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc mộng. Anh vẫn thường gặp em như lúc xưa nơi sân trường. Anh trăm hướng em ở lại sâu thương, buốt ra câu thơ những lúc đêm mờ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghe nào. Mười năm mơ kết mấy thành hoa trắng, mây vỡ hoa tàn tàn giấc mơ hoa. Em hãy về đây, đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây, đêm giá lạnh vẫn nghe nồng. Của tâm hồn trọn mơ.
ca khúc này thì Hà cảm thấy Hà tự tin hơn, hát tốt hơn về nhịp, về phách. Thì đôi khi nó có cái phần hơi cứng một chút xíu trong bài hát. Anh như thơ chẳng biết em ở bên, đi nơi đâu đôi chân thờ thang đang cay tràn trề. Trong miên man anh đang ngủ quên mỗi sớm mai lại đêm. Khi cô đơn em luôn gần bên, đôi tay em như mây biết trái tim anh ngẩn ngơ nghe thơ là thế. Để giữ ngắn hương cho ngày sau em luôn sáng sớ. Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn. Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn, là thế thôi. Anh sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu, tìm em trót xa vắng đó. Đừng có anh em sẽ là giấc mơ, em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Anh muốn sống bên trời ngát xanh, khuôn mặt sáng người đón em chiều. Xin đừng có anh mới là thoáng qua, chỉ là giấc mơ sẽ mới sẽ bay. Trong lòng Tết thôi, chút ánh nắng xưa ngày quá rồi. Em mãi đi tìm trong mơ, em giờ đây đã xa rời quá. Hey, 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 yeah. Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu, tìm em chỗ xa vắng đó. Có anh, em sẽ là giấc mơ. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Là thế thôi, anh sẽ là giấc mơ để anh ngủ quên từ sâu, tìm em chốn xa vắng đó. Đừng có anh sẽ yên bình với em. Em hãy rời xa nơi này, rời bóng tối nơi anh ngủ quên. Cảm xúc của em bây giờ cảm thấy rất là tuyệt vời, nhưng mà em hơi tiếc nuối vì em chưa thể hiện được hết mình. Đi dọc Việt Nam theo bay con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ. Lại yêu nhau mây xuôi em buông lời.
sau bài hát Tàu Anh Qua Núi thì Ngọc Thúy thấy rất là nhiều thiếu sót, bởi vì chưa thể hiện hết được nội lực của bài hát, và đây là một điều Ngọc Thúy rất là tiếc nuối. Bây giờ là giây phút hồi hộp. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Hôm nay Quyên hát rất là yếu, nhịp trật rồi nốt cũng không tới nữa, cho nên là bắt buộc Phủ phải say sorry em lần này nhé. Một màu đỏ. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung thì thích cái phong cách của em, nhưng mà về giọng hát thì cái bài thứ hai thì vô rất là nhiều, nên chị say sorry. Không đồng ý. Và giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với Quỳnh thì mình thấy ok, không đến nỗi đâu. Tại vì cái bài không cũng nhiều người hát lắm, nhưng mà anh nghe em hát cũng không đến nỗi tệ. Anh chỉ cho em một cái xanh. Hai đỏ, một xanh. Xin cảm ơn Đỗ Quyên. Thí sinh tiếp theo, Triệu Quang Hà. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Mới mốt em hát mềm chút xíu nữa. Cái bài đó nó truyền cảm là em cai còn hơi bị cứng. Nhưng mà về cái chất giọng, về cái phong cách của em là anh thích. Anh cho em cái xanh ha. Xanh. Giám khảo Phi Nhung. Cách hát thì Nhung rất là thích. Nhung chọn bạn. Hai màu xanh. Và giám khảo Dương Triệu Vũ. Bạn hát tốt, nhưng mà tại vì Vũ cảm thấy là bạn vẫn chưa được cái sự hoàn hảo, là Vũ sẽ bắt buộc phải màu đỏ. Triệu Quang Hà, cảm ơn bạn. Khánh Long, em sẽ là giấc mơ. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Trong bốn người, Vũ cảm thấy em là người mà tốt nhất trong cái phần trình diễn của mình. Vũ cho màu xanh. Chúc mừng, một màu xanh. Giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung thì rất khó chịu. Đừng nhìn chị với cặp mắt như vậy. Chị có sao nói vậy. Chị chọn màu xanh. Hai màu xanh. Giám khảo Mạnh Quỳnh. Cái phần đầu em hát em vẫn thích hơn là cái phần sau. Nếu mà nói về vấn đề toàn diện thì em chưa có được lắm. Hai xanh một đỏ, hy vọng vẫn còn. Và bây giờ Lê Ngọc Thúy, giám khảo Mạnh Quỳnh. Thế về vấn đề mà cái bài hát á, thì anh thấy em hát nó có một cái gì đó nó chưa có rõ ràng cho lắm, nó không có tới đâu hết. Anh thử anh sorry em, để em cái một phiếu màu đỏ. Giám khảo Phi Nhung. Chị cầu mong em cố gắng học thêm nữa, giỏi thêm nữa. Chị sẽ ủng hộ tinh thần của em. Chị sẽ cho màu xanh. Một phiếu màu xanh. Trời, Dương Triệu Vũ. Quan trọng nhất của hát là vẫn phải chạm tới trái tim người ta. Mà bây giờ em hát, cho dù giọng hay cỡ nào mà người ta không hiểu em hát cái gì thì nó cũng coi như là trớt quớt rồi, đúng không? Thì Vũ đành phải xin lỗi em. Hy vọng là em sẽ trở lại trong một lần sau với một bài tốt hơn nhé. Màu đỏ. Xin cảm ơn ban giám khảo. Thưa quý vị, trong trường hợp hai thí sinh có số phiếu giống nhau thì người quyết định vào vòng trong sẽ là nhạc sĩ Đức Huy. Hai em xoay mặt lại đi, nghe anh Huy nói nào. Thành thật mà nói, tôi cũng chưa thật sự hài lòng với kỹ thuật và cái phần trình diễn của hai bạn. Sau khi cân nhắc và sau khi cũng đã hội ý với toàn thể ban nhạc thì chúng tôi đã quyết định là sẽ chọn bạn tóc đỏ. Vậy là ba thí sinh chúng ta phải chia tay và bạn Khánh Long tóc đỏ ở lại. Ba thí sinh sẽ có cơ hội nhận quà. Phần quà dành cho ba bạn là gì? Và ba phần quà các bạn tự chọn nha. Cái gì đấy? Một quả dưa hấu, một chậu hoa, một cái đồ cạo râu, một cây kèn. Em chọn chậu hoa, chúc mừng. Còn em? Em nghĩ là cái dưa cạo râu này chắc sẽ thích hợp với anh hơn, đúng không? Để em vô luôn đi. Rồi, còn em chọn dưa hấu, kèn.
Dạ, thực sự là em muốn chọn cái dưa hấu này để chút nữa vô trong kia thì sẽ chia sẻ cho tất cả 11 bạn cùng. Xin cảm ơn bà thí sinh và hy vọng các bạn hãy giữ niềm đam mê trên bất kỳ sân khấu nào, ở đâu các bạn có thể công hiến. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi mời trở lại sân khấu các thí sinh Thanh Trà, Hà Thúy Anh, Hồng Gấm, Vũ Duy Trường và cùng với Khánh Long. Đây là các thí sinh sẽ tiếp tục chặng đường tiếp theo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Thưa quý vị, vòng 1 chúng ta có tất cả 4 tập. Kết thúc tập 1 và tập 2 thì 10 thí sinh xuất sắc đã xuất hiện. Thưa quý vị, khi kết thúc tập 3 thì 5 gương mặt mới lại xuất hiện. Như vậy cho đến hiện tại, chúng ta đã có tổng cộng 15 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Và thưa quý vị, sẽ tiếp tục 5 thí sinh ưu tú khác xuất hiện trong tập 4. Thưa quý vị, chương trình Ban Nhạc Quyền Năng đến đây đã kết thúc.